Vì xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi nha. Thì hiện tại mình với anh sĩ tiếp tục một buổi câu mọi người ơi. Mình với anh sĩ đang có mặt tại con kênh này là con kênh K2 thuộc xã Láng Biển, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Thì hôm nay mấy anh em mình tiếp tục quay lại đây để thăm lại những cái ô cũ. Đầu video á thì mình sẽ giới thiệu chủ lực về cái hũ mồi nha mọi người. Hôm nay sẽ không giới thiệu về đầu câu và mồi câu nữa. Cái hũ thính này á thì nói chung là mình kêu bằng cái hũ thính, hũ nhữ chứ không phải là thuốc nha mọi người, bởi vì cái hiệu quả của nó thì nó cũng tương đối thôi chứ không phải là như thuốc. Giá thành thì nó cũng sẽ rẻ hơn thuốc nha mọi người. Cái hũ này thì như đây thì câu là một ngày chưa hết bởi vì mình cố gắng giá thành rẻ nhất cho mọi người thì tầm khoảng 25k. Cái công dụng của nó mọi người đừng có hiểu nhầm là nó gom cá dùng lại. Ví dụ như mà một cái cù như vậy nè mọi người, đây một cù lùn như vậy phải không, thì đây tới dưới kia thì nó dài khoảng chừng 5m á, thì mình bỏ ví dụ nước đây á, nó chảy xuống dưới á, thì mình bỏ đầu nguồn ở đây thì sẽ mùi cá dụ. Nói chung tầm bán kính nó tầm khoảng chừng 3m á thì được nha mọi người, chứ phải nó mua nguyên cái dùng cá nó gom lại như vậy thì mình không hiểu đúng. Cái thứ hai nữa bây giờ là nếu như mà cái ụ mà mọi người thấy cá ụt như vậy nè, mà gặp cá tra hay cá trê đồ á thì nhữ khả năng nó sống vô nha. Nói chung cái hũ mồi nhữ của mình là nó chiên về rô nha mọi người, cá chốt cũng rất là ít, chiên về rô thôi, cá rô đồng của mình thôi, còn những loại khác thì mình sẽ không đảm bảo được là nó vô. Mọi người xem video mình cũng biết các loại cá khác thì rất là ít dính, bởi vì khi mà nhữ thì để nó không vô mọi người cũng thông cảm. Như lại điều quan trọng nhất á, mọi người đi câu á là không phải ụ nào cũng có cá, đặc biệt như mình bây giờ ví dụ mình nhự ổ này không có thì mình đi tiếp mọi người ơi. Mặc dù một con kinh thôi nhưng sẽ cái nhiều điểm nó có hoặc là không có, chứ không phải là ụ nào cũng có là bỏ xuống là ăn nha mọi người. Rồi bây giờ mình giới thiệu sơ lược như vậy đó. Bây giờ bắt đầu đây cái hũ này, bây giờ múc mỗi lần nhự á thì là khoảng nhiêu đây nè mọi người, đây nhiêu đây bỏ xuống cái ụ. Đây là có những cái ụ sẵn nè, đây là ụ cũ mình đã khoét rồi, bây giờ mình bỏ xuống. Mời mọi người trải nghiệm đi xem cái hiệu quả nó ra sao nha. Rồi bắt đầu thôi anh chị ơi. Anh chị xuống đó quăng đi trước đi. Ui cá nhỏ. Ui vô nhỏ nhỏ như cái này là được nha mọi người. Khai đao một em đầu tiên nhỏ nhỏ mà được cái khu này à. Con kênh này cá rất là mập. Cách chưa đó, cá không bự lắm. Trời, gì vẫn còn ăn nè. Ăn cái này vừa không dính kỳ lắm nha. Con này cá không im. Con này nhỏ mọi người ơi, con này nhỏ mình thả lại luôn nha. Nhỏ mà nhát nữa, chia tay góc đó luôn. Anh sĩ lên hàng nha mọi người. Cái nào ạ? Gáo ngon quá ta. Gáo gáo này anh sĩ lên hàng hoài luôn trời. Kinh này đúng là cá con nào con nấy nó đã. Em được con à, giật sẵn cái ụ kia nó nhát luôn rồi. Chỗ này ta đang cưa cây cái bắt đầu nó hơi ồn nha mọi người, mình thông cảm giùm mấy anh em mình. Trời ơi đớp nè, đớp nè, trời ơi đớp nè, đớp nè. Lên hàng
Cái rô nó ú quá đã mọi người. Đớp thấy mê mọi người. Nè 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 ngon à. Nói rồi mà. Ngon rồi. Cá nó bây giờ nó ú gì không nè anh xem. Cá nó về toàn ú gì không mọi người. Ôi ôi đã ghê chưa. Cái ổ này ngon, ổ này cá gom. Mềm nheo luôn đi. Ừ, trời ơi cái nhỏ đớp. Ui ui lôi kìa. Nó nhỏ nè. Thì cái này dám được nha mọi người. Này con nhỏ đi bộ này dám trồng nè. Tưởng cái này được trọng mà nhận cái này cũng nhỏ. Má này thôi. Rồi. Cái dạng kim dữ ta. Mấy cá bự ta. Nhìn đã nha mọi người. Tim đã mà. Tim thấy mê mà tưởng cá cho rồi. Cá tham ăn rồi. Đó, cá bỏ ú nha mọi người. Nhưng cá này nước mút lưỡi rồi. Mình để cho ăn lâu quá. Ui đớp này, đớp trời ơi. Nhỏ đớp. Hút liền. Trời mây xa quá cho mọi người sẽ. Nó khó thấy xíu nha mọi người. Cá rô này là cá rô đực nha. Ây à. Ngoài mất vô. Cái rô này ngoài không vô mọi người ơi nè. Bởi đi câu cái lưỡi bén cũng là một cái lợi thế nha mọi người. Bén cái nó sắp vô vô tùm bậy tùm bạ nó cũng dính nữa. Cho mọi người coi nè. Cho mọi người coi nè, thấy không? Cái rô nó dạng sao anh chạy. Cái rô nó dạng ghê mọi người. Chúng ngủ là nó tham lắm, mê ăn mồi lắm. Cái này thì nó dính không có chắc, không có chắc. Thì nó đớp á, đớp vào lưỡi câu mình bén cái này dính hà mọi người ơi. Trời ơi. Mình sỉ lên cá à mọi người. Lên cá rô vi mà tưởng cá rô không à. Cá rô mà cỡ này á thì sẽ bạc tầm khoảng 4g, 3g, hơn 3g. Cái rô cái này chắc tầm khoảng không 3 lạng rưỡi có mọi người. 4 lạng thì chắc cũng 3 lạng rưỡi 4 lạng á. Thả đi để gì nó chết. Rô phi này thì thả hết nha. Mấy anh em mình không có bắt, bắt bỏ vô rộng ấy. Ồ cá đực á, đực đuôi đỏ, bắt về thì cũng đâu có tới nhà được. Khoảng chút xíu là nó ngấm liền rồi mọi người.
em nào mở đầu lên đó. Rồi rồi, tới rồi. Trời ơi, cái nhỏ này. Trời ơi. Được chứ đâu nhỏ. Mập. Điều gì là vô loại. Đây, cho mọi người thấy. Quá phê. Cái này thì nó uống gì là ngon rồi. Ngày hôm nay anh Sĩ làm mà cũng được nha mọi người. Lúc từ nãy giờ. Trời ơi. Bự lắm gì vậy? Lúc từ nãy trời ơi. Giờ nè. Đã chưa mọi người? Dạ để con này. Một em nè. Chỉ làm nè. Ôi. Đã gì ta? Sao em không ăn không dính ta? Xui. Chúng chắc xui thiệt mọi người. Trời ơi. Đã ghê chưa. Cái rô con nào nấy hú hú không. Sĩ vô đội ngũ làm được ba con. Còn mình cứ ngủ làm con. Ngủ làm con. Vậy rồi sao. Đi vậy lấy cái cá. Sáng giờ em chỉ có được một ụ. Có được hai con hai ba con thôi. Còn lại nãy giờ mình ụ một con mọi người. Cái nhỏ thì nhiều nha. Cái nhỏ ụ một con hai con. Cái mình đi nhiều lắm. Đi, xuống kia. Đây. Ăn nha mọi người. Cái bự nha. Cái bự nha. Cái bự nha. Nó mưa. Anh Sĩ cũng lên cá nữa hả? Ôi cái thiệt bự cái mình nữa. Ôi ôi. Hai anh Sĩ hơn dữ ta. Con này là một con heo chính. Ơi cỡ hà chứ hơn. Nè mọi người, cá của mình nè. Đó. Ôi. Đưa hai con xuống đây luôn mày. Con tao hết sảy rồi. Con của em sao hết được nữa. Hai con xuống đây một lượt luôn. Ôi, cái anh Sĩ dám bự hơn chúng ta. Kéo lên chứ xin rồi anh Sĩ. Anh kéo lên chứ xin này. Cái kéo đồ dừa thôi đừng kéo quá. Nắm hai con luôn cái cho dễ mọi người. Mọi người khúc này hơi phiền phức. Cái anh Sĩ bự hơn mọi người ơi. Ôi ôi. Cái gì ta. Vô chúng cái ụ này. Quá trời nó mập. Một con heo chánh tông. Này hơi gió này nè. À, ăn nữa nè mọi người ơi. Cá này nhỏ ơi. Ôi, cá ngu gì kì vậy? Chỉ lên cá mọi người ơi. Cá nóng con này cái lên coi. Cái nhỏ vậy chắc không dính quá. Ok, đóng cái rồi. Nhỏ xíu. Hả? Nhỏ. Cái anh Sĩ bự không? Đưa em coi. Cái gỡ cái của em trước đi. Cái em thả đi chị. Đưa. Cái em đã đi cái của anh đấy. Cái tàu ấy rồi. Cái tàu cái đực kia rồi. Không, cái này cái này không được đâu. Trời ơi. Cái anh Sĩ nha mọi người. Nó hơi bị chá nắng, nó hơi tối tối mọi người coi thông cảm xíu nha. Này, thôi gửi đi. Nặng cần dữ nha.
lớp lên xíu cái phao. Cái này là được nha mọi người, cái này là ú rồi nha. Trời ơi, kéo. Mấy con cá rô này là mấy cá rô không giật. Cái này. Nãy giờ mình nói chung cái cù này mình thấy được cá bự này mình thấy đây mọi người. Cũng đớp y chang vậy nè, mọi người giật không dính, kéo không dính chứ không phải giật. Con này kéo thì nó dính. Cái con hàm ăn thì nó nhỏ quá. Con bự thì nó xảy uổng ghê. Chưa gì lại thấy miếng cá nhỏ đó. Hòm hòm nè mọi người. Nè nè thấy không? Lúi đầu nè, nó. Ốc cái hòm nó, ốc không? Nó, hàm con luôn nè. Nó, không vậy luôn. Cái con lựa nha, con nào bự thì lại bỏ xuống đó. Này nhỏ đi trước bớt đi đó. Trời ơi đó phao thấy không. Ok để xuống nhỏ giật nhỏ mọi người. Câu nhỏ con trọng đồ ăn rồi. Con cá trọng trọng ăn rồi. Trời ơi tưởng cá trọng trọng ăn rồi đó, khả năng là mất dép hết. Bởi vì mình lựa con cá bự mình câu trước mà không được nha mọi người, không có cá bự. Nó cách chết luôn nè. Nó trời ơi cá rô nhỏ nhỏ ơi. Trời ơi nó trời ơi giờ nó dính luôn đi nha. Cái gì vậy? Dính luôn nè. Dính cá luôn. Dính cá, dính cây luôn nè. Không muốn bắt mày rồi. Dính mà không tự gỡ được hết trơn. Đó, tự gỡ được nè. Gì? Được. Mà đó sẽ dính sao? Mà vô vậy? Mà dính vô. Lưỡi ngoài thai lưỡi bén đó. Lưỡi bén ngót rồi dính hay ngoài anh vô nè mọi người nè. Cá cái đó ăn là vừa đó, mềm ha. Nãy giờ đúng kiểu con ăn nhát, con ăn nhát. Thế sát bên đây nè, nó ục nè. Nè, nó đớp nè. Nó đớp nè. Lứa luôn. Con này ốm hơn nữa. Cá mini.
không con cá bự nè, nè 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 nè, cá bự một con nè. Đây, cá này nè mầm ú. Ú chứ không phải là bự nha mọi người. Thì là được rồi. Cá xúc nước kìa anh chị ạ. Trên đây này ra. Cái này nè. Nó chưa nghĩ chắc khoảng được 1,5 kg 2 kg không chị? Xe cá đó ạ. Căng luôn mấy lượt bình luôn chắc được. Giờ thì hai anh em về tới nhà nha mọi người. Hôm nay thì về sớm. Về sớm để đi thăm lời cải tiến nha. Bây giờ thì cũng bỏ thời gian khá là lâu rồi, chưa có đi thăm lời. Bởi vì nay tranh thủ về sớm mọi người. Không giờ lắm. Đổ ra nè. Ôi con số ấy chúng ta. Đừng chia dễ nha. Ôi tập mạng chi 2 chi 3. Hôm nay thì anh Sĩ là người trúng mánh. Anh Sĩ câu cá bự nhiều lắm mọi người ơi. Mình câu cá bự ít. Nhưng con cá bự này của anh Sĩ câu nè. Con cá kinh kinh này thì nó hơi ốm chứ không có như mấy kinh kia. Mấy cá rô này nè, cái rô này rô đồng rồi nha, tròn nè. Mấy con này là heo rồi mọi người, có vô khúc được heo nè, nó được mấy con heo như đây tầm khoảng chừng khoảng ký ba chứ không nhiều đâu. Ôi sao khỉ ta. Con này còn nè, cũng hết mấy con bị ngủm rồi mọi người. Rồi mình cảm ơn mọi người đã xem video ủng hộ mình nha. Video mình kết thúc tại đây mọi người ơi. Rồi bye bye mọi người. Bye bye mọi người.